Ngày hôm nay tôi muốn nói tới vấn đề quan trọng ngày Father's Day, vì trong ngày đó thì chúng ta thấy rằng những người cha có cái trách nhiệm để khuyến khích dạy dỗ con em làm những công việc ích lợi cho người khác, chứ không phải là chỉ cho riêng cá nhân của một mình không mà thôi. Việc dạy dỗ con em như vậy rất cần thiết cho quý phụ huynh. Ở trong Philip đoạn 2 câu 4 thì nói rằng mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Thành ra nếu mà mình chỉ biết lo cho một mình của mình không thôi, mình chỉ lo cho mình học thật là giỏi, làm thật là nhiều tiền không thôi, cũng vẫn chưa hoàn toàn biết lợi. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ tới công ích của những người khác, công ích chung, công việc của Chúa mà mình lo lắng nữa, thì đó mới là trọn vẹn. Và chúng ta có trách nhiệm hướng dẫn dạy dỗ con em, mở cơ hội cho con em chúng ta học được điều đó, thực hành những điều đó khi các em còn ở trong những tuổi nhỏ. Vì vậy cho nên phương cách dạy dỗ con em là chủ đề của bài giảng trong ngày Father's Day hôm nay. Và tôi dùng một nhân vật được nói đến ở trong Kinh Thánh để đưa ra những điều hướng dẫn chúng ta một số cách để dạy dỗ con cái của mình. Có điều là khi tìm các nhân vật ở trong Kinh Thánh để biểu tượng cho một người cha tốt, thì tôi không biết có nhiều người muốn dùng ông CBD hay là không. Hy vọng là tất cả mọi người trong Kinh Thánh đều biết ông CBD là ai rồi. Kinh Thánh nói tới tên CBD tất cả là 12 lần. Trong 12 lần đó thì chỉ có một lần nói về ông CBD một chút xíu một cách mơ hồ, còn tất cả 11 lần kia thì nói về những người con của CBD. Như vậy để làm sao mà chúng ta có thể học hỏi được về cách làm cha của ông CBD? Nếu mà Kinh Thánh không nói một cách rõ ràng, một cách trực tiếp, thì làm sao chúng ta học hỏi được? Chúng ta sẽ phải suy luận. Trước tiên, giống như là tôi vừa giới thiệu lúc nãy, chúng ta thấy rằng Kinh Thánh nói đến tên CBD tất cả là 12 lần. Mình thấy trọn bộ quyển Kinh Thánh đều là lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Và đó là sự khải thị của Ngài cho loài người để chúng ta biết Đức Chúa Trời là như thế nào. Và khi Chúa Giêsu hạ sinh, sự dạy dỗ của Ngài, đời sống của Ngài được ghi lại, và đó được kể như là hoàn tất những sự khải thị của Chúa. Khi mà sách Khải Huyền được viết xong thì sự khải thị của Chúa bằng lời, bằng Kinh Thánh được hoàn tất, và không còn thêm bớt một điều gì ở trong đó nữa. Vì thế cho nên tất cả những gì được viết ở trong Kinh Thánh đều hết sức là quan yếu, đều hết sức là quan trọng. Và mình thấy rằng quyển Kinh Thánh của chúng ta thì dày đến chỉ có mấy năm, một ngàn mấy trăm trang mà thôi. Thành ra sẽ không có viết được rất là nhiều. Không một điều gì được viết ra trong Kinh Thánh do nên mà không cần thiết, mà không quan yếu, mà không mang một ý nghĩa quan trọng nào đó. Trên thực tế, không một chữ nào được soi dẫn ở trong Kinh Thánh được viết ra mà không mang một ý nghĩa quan trọng. Hay là muốn nói chi tiết hơn, nói rõ ràng hơn, không một chấm, một nét nào trong Kinh Thánh mà không quan trọng. Chúa Giêsu nói trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 18 như thế này: vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi thì một chấm, một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được chọn. Một chấm, một nét mà còn quan trọng thì một chữ phải quan trọng hơn. Một chữ mà phải quan trọng hơn thì 10, một chữ đã được lặp lại 12 lần cũng hết sức là quan trọng, cũng có một ý nghĩa nào đó, và chúng ta hy vọng rằng sẽ học được ở trong 12 lần nói tới tên CBD đó. Trong 12 lần nói về CBD thì như tôi nói hồi nãy, có một lần là trong Mác đoạn 1 câu 20 là có liên tới tới nhân vật này. Các nhân lần khác thì chỉ nói về hai người con trai của nhân vật đó. Và hai người con trai đó là Gia-cơ và Giăng, như là câu 19 cho chúng ta biết. Rồi thì qua câu 20, chúng ta biết rằng CBD
là một người khá già, phải nói là một người giàu có về tài chính. Làm sao mình biết được rằng ông Cebede là người khá già, là người giàu có? Vào thời Chúa Giêsu đó, ngay cả thời nay nữa, nếu mà ai có được một chiếc thuyền lớn để đi đánh cá, tức là có một gia sản khổng lồ, có một nguồn lợi tức vững chắc, một gia sản lớn hơn nhiều người khác, một nguồn lợi tức lớn hơn nhiều người khác, trên chiếc thuyền đánh cá của Cebede đó thì có ông Cebede này, có hai người con của ông này, và cái tên nó thêm có hai người đó, nó thêm có mấy người làm thuê khác. Nhưng mà chiếc thuyền nó phải là một chiếc thuyền lớn, mà chiếc thuyền lớn phải đắt tiền, phải đánh được nhiều cá. Chúng ta dựa vào đó có thể kết luận rằng Cebede là người giàu có thời bấy giờ. Câu 19 và câu 20 nói rõ rệt như thế này: đi một đối xa, ngài thấy Gia-cơ con Cebede với em là Giăng đương vá lưới trong thuyền. Ngài liền kêu hai người tùy họ đè Cebede cha mình ở lại trong thuyền với mấy người làm thuê mà theo ngài. Đó là Kinh Thánh nói. Cái câu này cho chúng ta thấy một hình ảnh khác về ông Cebede. Đó là khi mà Chúa Giêsu kêu hai người con của ông, rồi hai người con bỏ thuyền, bỏ lưới, đang vá lưới đó, bỏ lưới đi theo Chúa, Cebede không nói một tiếng nào, không cản trở, không kéo lại, không la hò giận dỗ con của mình, không giận dỗ với Chúa. Như vậy đó là Cebede phải bằng lòng với việc làm của hai người con của mình. Nói một cách khác, CBD không có một phản ứng gì về việc hai người con của mình đi theo Chúa. Thấy các con của mình đi theo Chúa mà không ngăn cản, tức là CBD phải chấp thuận việc làm của họ. Hằng ngày, người cha gương mẫu CBD này dạy dỗ con của mình cách làm sao để mà vá lưới, cách làm sao để mà chèo thuyền, cách làm sao để mà thả lưới ở chỗ nào để mà vớt được nhiều cá. CBD có một mục tiêu dạy dỗ con cái có một kế sinh nhai, có một đời sống chắc chắn. Trong đến Việt Nam chúng ta thì người ta nói rằng là mình có một nghề, tức là mình có một đời sống vững vàng, mình để lại cho con một nghề nghiệp, tức là mình để lại cho con mình một gia tài, còn hơn là mình để lại một gia tài lớn, con mình nó sẽ tiêu pha đi. Mà CBD đã cố gắng dạy dỗ cho con của mình có được một cái nghề hết sức là vững chắc để chuẩn bị đời sống của con mình sau này. Đồng thời mình cũng thấy được rằng CBD đã dạy dỗ con của mình về Đức Chúa Trời, về công việc của Đức Chúa Trời. Và khi mà con của mình được Đức Chúa Trời kêu gọi tới để hầu việc Ngài thì hãy sẵn lòng làm theo. Chính vì các người con của CBD nghe được những lời dạy dỗ đó từ trước đến giờ, cho nên khi Chúa Giêsu đến kêu họ làm theo ngay lập tức. Và khi nhìn thấy con mình nghe theo lời Chúa, người cha không có cản trở. Mình thấy CBD là một người cha hết sức là tốt. Đúng, ngoài việc mà chỉ bảo cho con mình phải vá lưới làm sao, phải lái thuyền như thế nào, phải thả lưới làm sao để vớt được nhiều cá đó, CBD chắc chắn dạy dỗ con của mình về công ơn của Đức Chúa Trời cho dân sự của Chúa lớn lao như thế nào, và họ phải biết tuân theo luật pháp của Chúa như thế nào, và phải biết thi hành mạng lệnh của Chúa một cách nghiêm chỉnh đến đâu. Trong Châm Ngôn đoạn 4 câu 1 đến câu 5 cho chúng ta thấy rõ rệt trách nhiệm dạy dỗ con cái của người làm cha như thế này: hỡi các con, hãy nghe lời khuyên dạy của một người cha, khá chú ý vào hầu cho biết sự thông sáng, vì ta ban cho các con một đạo lý tốt lành, chớ lìa bỏ lời dạy dỗ của ta. Khi còn thơ ấu, ta là con trai của cha ta, một đứa con của mẹ ta yêu mến. Cha ta có dạy ta rằng lòng con khá ghi nhớ các lời ta, hãy gìn giữ mạng lệnh ta thì con sẽ được sống. Khá cầu lấy sự khôn ngoan, khá cầu lấy sự thông sáng, chớ quên, chớ xây bỏ các lời của miệng ta.
Thành ra những lời châm ngôn, những lời dạy dỗ ở trong Cựu Ước cũng dạy dỗ tất cả chúng ta là phải biết lắng nghe lời dạy dỗ của cha của mình. Mình là bậc làm cha thì mình phải biết dạy dỗ con của mình những điều phải lẽ ở trong sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời để con mình làm theo những điều tốt lành. Và CBD đã làm gương cho hết thầy chúng ta noi theo trong việc dạy dỗ con cái. Và việc chuẩn bị con cái của mình biết nghe ra lời kêu gọi của Chúa. Mình biết rằng dạy cho con để biết làm luôn, để biết tạo kế sinh nhai cho cá nhân của mình, cho gia đình của mình là một việc cần thiết của mỗi một người. Nhưng mà công việc của Đức Chúa Trời có khi đây là sự kêu gọi lớn lao, là một sự kêu gọi thiết yếu hơn. Và có khi chúng ta phải làm theo lời kêu gọi của Đức Chúa Trời. CBD đã biết rõ như thế, cho nên đã hướng dẫn các con như vậy. Và các con còn đã hiếu thảo biết nghe lời cha của mình và biết nghe lời kêu gọi của Chúa mà tuân theo. Chúng ta thấy rằng những sinh hoạt ở trong hội thánh của chúng ta cũng bây giờ bày tỏ được tầm quan trọng trong việc trang bị cho các thanh thiếu niên trong hội thánh có một tấm lòng hầu việc Chúa và có một tấm lòng vị tha, một tấm lòng biết hầu việc từ cộng đồng công cộng. Các con em của chúng ta trong hội thánh cần phải có một cơ hội để tham dự vào việc thờ phượng, giống như là buổi sáng ngày hôm nay chúng ta thấy các em hướng dẫn hội thánh thờ phượng để các em thấy được sự thờ phượng Chúa là như thế nào. Rồi con em của chúng ta cũng cần có cơ hội để đóng góp công sức của mình vào những nhu cầu của hội thánh. Những ngày đầu mà khi mới dọn đến hội thánh này thì chúng ta có 100 cái ghế rời rạc chưa có ráp lại với nhau. Các em thanh thiếu niên đến rồi mỗi một người một tay phụ ráp vô, công việc trở nên được nhanh chóng. Và tôi nhìn thấy các em làm việc một cách vui vẻ như vậy, tôi dâng lời tạ ơn Chúa vì biết rằng các em tuy rằng là đang làm cái công việc không có tiền, không lấy lương, không có cho riêng mình, nhưng mà làm một công việc công ích cho hội thánh. Các em thực sự đang được dạy dỗ rằng những công việc công ích chung đó cũng cần thiết và cũng ích lợi cho các em, giống như là những công việc riêng, ích lợi riêng cho các em vậy. Hôm nay sau cái thông công xong thì chúng ta cũng sẽ dành cho con em mình cơ hội để được thực hiện cái tấm lòng của các em, phải không? Chúng ta sẽ đem xe của chúng ta mua được sau để cho các em rửa xe miễn phí cho chúng ta. Và khi mà các em làm cái công việc này và thành công, tốt lành, thì sang năm mà chúng ta tổ chức chắc chắn là các em sẽ tham gia nhiều hơn. Và mình sẽ mời cộng đồng, mời đồng bào của chúng ta trong quanh vùng đến để các em có cơ hội phục vụ cộng đồng. Chúa Giê-xu dạy dỗ chúng ta rằng mỗi một khi chúng ta làm việc gì cho các anh em của mình là chúng ta đã làm việc cho Chúa. CBD không những là đến để con cái của mình hầu việc Chúa mà ông cũng cần cho phép vợ của ông hầu việc Ngài nữa. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 56 nói rằng mẹ của hai con trai CBD cũng có mặt chứng kiến cảnh Chúa Giê-xu bị treo ở trên thập tự giá. Rồi so sánh câu đó, câu Ma-thi-ơ 27